Em nghĩ là để mà học được thì chắc chắn mình sẽ phải đánh đổi. Thì nếu mà nhìn lại anh trong quá khứ, cách đây khi bắt đầu đi, so với bây giờ thì anh thấy là mình có những cái sự khác biệt về trưởng thành gì về mặt kỹ năng? Ok. Thực ra là khi nói đến sự phát triển thì thường anh sẽ nói đến kỹ năng sau. Anh sẽ nghĩ là cái sự phát triển quan trọng nhất là mình sẽ có những cái phần mindset đúng đó. Thì một trong những điểm ngày xưa mà anh không có mà về sau phát hiện ra là anh đã hình thành lên, và là một trong những điểm rất quan trọng của con người hiện tại, thì nó liên quan đến cái việc là tập trung. Tức là quay về với những câu chuyện ngụ ngôn mà ai cũng biết, nhưng mà anh phát hiện là càng lớn mình mới càng hiểu. Ví dụ như kiểu rùa và thỏ, con rùa ấy, nó rất là chậm nhưng nó có một đích mà nó tiến mãi đến cái đích đấy. Con thỏ nó rất là giỏi, đúng không, chạy đây một tí chạy kia một tí. Anh ngày bé anh cũng không thể hiểu gì cả, nhưng về sau khi anh quan sát anh phát hiện ra là hầu hết mọi người đều là những con thỏ. Mọi người làm trong ngắn hạn rất giỏi, nhưng mọi người có thể làm được một video, mọi người có thể hát hay hay là bất thường cái gì đấy rất là giỏi, nhưng mà mọi người không tập trung. Và mọi người cứ mỗi thứ mỗi tí, và tất cả những cái năng lượng của mọi người bị phân tán. Thì về sau anh phát hiện ra là ok, anh cần tập trung thì anh mới có thể đạt được cái phần hiệu suất cao. Đấy chính là vì sao tất cả những thứ xung quanh anh nó đều xoay quanh về UX. Anh sẽ có một cái cộng đồng về UX, có những lớp học về UX, những cái team về UX, và tất cả mọi thứ nó xung quanh nhau, và nó sẽ bổ trợ cho một cái gọi là cái compound effect. Tức là khi anh làm một thứ thì những cái thứ khác nó cũng được hưởng lợi theo, và bản thân anh sẽ được phát triển trong tất cả những cái phần môi trường đấy cùng nhau. Thì đấy là cái điểm quan trọng nhất, tập trung. Điểm thứ hai anh nghĩ là cái điểm nhất quán. Tại vì là khi mình biết đấy là một cái đích mình muốn đến, thì cái quan trọng nhất là không phải câu chuyện 1-2 tháng, câu chuyện là 10 năm tới mình có đi đến đấy liên tục hay là không. Nếu mà mình biết đấy là đích mình cần rồi, nhưng hôm nay mình đi như này, hôm nay ngày mai mình lại bỏ cuộc một chút, thì nó không ăn thua. Anh muốn là một con rùa, anh muốn là nhìn được một cái đích, và ok đấy đích của tôi sẽ đi mãi. Thì đấy là cách anh đi trong nhiều năm trời. Nó anh cũng không nghĩ là anh hack con đường để nó nhanh hơn hay gì, anh chỉ nghĩ nó là một cái sự cặm cụi. Trong khi mà anh cứ có một cái đích và anh cứ làm nó liên tục, anh tìm cách ok. Ví dụ như là anh sẽ ngày xưa chẳng hạn, anh sinh hình thành lên những cái gọi là nhóm đọc sách. Lại mở rộng một tí, lan man hơi khỏi câu hỏi em một chút. Ngày xưa anh đã phát hiện ra cái vấn đề của nhỏ, tức là anh tức là một trong những tư duy khi mà làm cái nghề này là tư duy liên quan đến việc xác định vấn đề. Nên anh sẽ luôn nhìn thấy là thích vấn đề đang nằm ở đâu nhỉ. Đó, thì ngày xưa khi mà đọc sách anh phát hiện ra có một cái vấn đề là mọi người bị check in sách nhiều quá. Mọi người chỉ lướt qua những cái phần cuốn sách đấy, nhưng mọi người không thực sự gọi là lấy được cái phần thông tin của nó. Tại vì bản thân anh trải qua một đoạn thế, anh biết là về sau anh phát hiện ra là ok, thà anh đọc ít sách hơn, nhưng khi nói gì trong cuốn sách đấy thì nó là của anh, chứ nó không phải là anh đang trích dẫn lại, hoặc chỉ anh mention là anh đã từng đọc cái phần cuốn sách đấy. Nên anh sinh ra một cái những cái buổi nó gọi là kiểu đọc sách định kỳ hàng tuần, với có một cái nhóm nhỏ mọi người cũng đọc nhau, và có những cuốn sách mà anh đọc 3 năm mới có thể xong được. Tại vì mỗi tuần mình chỉ đọc một chương, và những chương khó khi là đọc lại luôn. Ví dụ thế, mỗi chương nó chỉ khoảng tầm vài 30 chữ thôi, vài ba chục trang thôi, nhưng mà anh có thể dành khoảng tầm 3 tiếng mỗi tuần để phân tích về một cái chương như vậy. Đó. Và anh cứ làm liên tục như thế, và anh maintain khá là nhiều hoạt động tương tự, tức là anh sẽ biến mọi cái hoạt động học của anh thành những cái routine để cứ đến giờ để anh phải làm, đến giờ để anh phải làm, để tránh cái việc anh dừng lại. Vậy thì cái chặng đường của anh là cái chặng đường có một cái đích, và anh đi liên tục và làm nhiều thứ compound với nhau để đi được cái đích đấy. Thì anh nghĩ đấy là cái sự thay đổi quan trọng nhất của anh mà 7-8 năm trước anh đang chưa có được. Em khá là chia sẻ cái quan điểm đấy. Tại vì ví dụ như từ 7-8 năm trước khi anh em gặp nhau là em bắt đầu làm Spy Room. Bây giờ thì em vẫn làm Spy Room. Em nghĩ là nếu mà xét từ góc nhìn của bản thân mình từ ngày xưa cho đến bây giờ, thực sự là ví dụ những cái thứ ngày xưa mà em làm so với những thứ bây giờ em làm nó cũng khác nhau khá nhiều. Nhưng mà nó vẫn đứng trên một cái hệ giá trị chung. Nó vẫn liên quan đến câu chuyện làm những thứ mà mình làm cộng đồng là một, và làm nội dung là hai. Thì em càng ngày em càng nhận thấy là khi mà mình tức là mình không cần quá vội. Thực ra trong cái cả quá trình 7-8 năm đấy cũng có rất nhiều cơ hội này, ví dụ nhìn ra xung quanh thấy sẽ có lúc thì thời điểm này, lúc thời điểm kia, có những cái này lên cái kia xuống. Mình thì cảm giác nhiều khi mình nhìn mình cũng sợ, mình cảm thấy sao mình có vẻ hơi chậm kiểu đấy. Nhưng mà đến cuối cùng thì em nhận thấy là ví dụ như bây giờ chẳng hạn, thì cảm giác như cái foundation, cái nền của mình nó khá là vững. Vững ở đây là theo cái khía cạnh là mình biết cách xử lý tất cả, tiếp cận những cái thứ gọi là ở trong cái khuôn khổ của câu chuyện với em là startup, là nội dung, là community building vân vân. Thì mình cảm giác là mình luôn luôn gọi là tiếp cận nó một cách khá là bình thản ấy. Và mình luôn luôn có thể định hình được cái lộ trình rất là nhanh, và cái cách thức nào để làm cực kỳ hiệu quả. Và em nghĩ là cái này là cái mà
em cũng có nhận thấy, em có nhìn thấy, ví dụ như những người mà có thể là nhanh quá hoặc là vội quá thì đôi khi lại bị rơi vào trạng thái là không, tức là kiểu mình không không hài lòng với chuyện chậm ấy, và mình khi mỗi khi bị chậm là tự nhiên mình lại phải nhảy hay mình làm cái gì khác, hoặc là mình phải khiến cho mọi thứ nó kiểu, hoặc là mình sẽ bị nghĩ mọi thứ bị phức tạp quá, trong khi thực tế thì em thì càng ngày càng về sau có một thứ mà mindset được 7-8 năm đi làm, để em càng nhận ra là đến một thời điểm thì thực ra cái cách giải quyết vấn đề càng đơn giản thì nó lại càng hiệu quả. Và đôi khi là ví dụ những cái mà đơn giản lại là thứ khó nghĩ ra nhất, chứ còn ví dụ những thứ mà màu mè hoa mỹ hoặc những thứ là trong lý thuyết sách vở thứ thì nó giống như anh nói vừa nãy, là nó giống như anh đọc một quyển sách và anh trích dẫn y nguyên, chứ còn anh không có sự là áp dụng vào chính cái trường hợp thực tế của mình. Và cái đấy là cái mà thực sự em nghĩ là một cái rất là quan trọng, mà có thể là rất nhiều bạn, rất nhiều người luôn, không gọi bạn, có thể là anh em mình, những người cầm tuổi anh em mình khó hơn, mọi người sẽ không nhìn nhận được, và mọi người hay nghĩ cái là ví dụ tôi làm một cái nghề công việc gì đấy thì tôi được thêm kỹ năng này kỹ năng kia, ví dụ 10 năm tôi edit video thì tôi sẽ edit được 10 cái thể loại thì các thứ nó kinh khủng. Nhưng thực chất thì với em thì nó giống như kiểu câu của Lý Tử Long ấy. Tức là thà tôi tập một cú đá 10.000 giờ ấy, thì nhiều khi là về sau tôi lại kiểu tối ưu hơn, và dần dần tôi cứ làm mọi thứ trông thì rất đơn giản, đúng không? Nhưng mà thực tế thì chỉ khác biệt là chỉ một tí, một tích tắc, một khoảnh khắc thôi, nhưng mà cứ áp vào, cứ tăng kiểu dồn vào thì nó tạo ra một khác biệt rất là lớn. Đúng, chính xác. Spider Room ấy có một cái phần giá trị mà rất thích, nhưng tại thời điểm ban đầu anh không nhận ra. Tại thời điểm ban đầu khi anh em mình gặp nhau anh không biết luôn. Nhưng về sau thì biết ra nó lại rất hợp với anh luôn. Tức là bởi vì bọn em theo đuổi cái long form content, đúng không? Những bài viết dài đấy, những postcard hàng tiếng đồng hồ có thể chỉ có vài người xem. Nhưng cái quan trọng là những ai mà đã chấp nhận đọc những cái phần content đấy thì họ sẽ khá là stick với những cái đoạn content kiểu như vậy. Nó có thể là hơi kén người, nhưng nó có thể là nó có chiều sâu hơn chẳng hạn. Thì về sau ấy, thì cái đấy ảnh hưởng anh cũng khá là nhiều. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, khi mà cái cách mà anh làm tuyển sinh hoặc như kiểu cái website của anh luôn, một trong những cái nguyên tắc mà bình thường mọi người hay nói về design như kiểu là phải làm để user họ có thể scan được thông tin nhanh, thì họ được ra được quyết định nhanh các thứ, anh làm ngược lại tất cả những vấn đề đấy. Những cái phần trang thì anh ghi nội dung khoa học của anh 3.000 chữ, toàn chữ là chữ luôn. Và anh cố tình viết nó thật là dài, anh không muốn làm nó ngắn luôn ấy. Anh không muốn làm nó để một bạn chỉ cần tình cờ lướt qua, mọi người scan được thông tin rồi xem đây nó là gì. Thực sự là anh sẽ muốn là ok, nếu mà các bạn mà đủ kiên nhẫn và đọc được một cái bài 3.000 chữ như thế này thì maybe bạn sẽ hợp với các lớp này hơn. Chứ đấy là vì sao mà những cách anh làm nó hoàn toàn khác với cả những cái phần bên khác. Họ làm, họ có thể kiểu seeding, làm marketing nhiều hơn, nhưng anh không. Anh không làm bất cứ cái thứ gì đấy cả. Thậm chí anh còn tạo rất là nhiều rào cản để mọi người đăng ký, nó kiểu bị khó khăn hơn ấy. Đó là cái cách làm của anh thì nó sẽ khá là ngược. Thì như đấy, hôm nay thì tiện anh cũng chia sẻ luôn, bởi vì anh phát hiện ra là những người mà đã thích cái đấy, tức là anh nói là anh đang muốn như kiểu hơi lập học sinh một tí ấy. Đó là anh cũng không muốn tuyển sinh đại trà luôn, nhưng mà những ai đã đến, anh biết là ok, mọi người sẵn sàng. Bọn anh ví dụ như những buổi học offline có thể từ 7 giờ đến 10 rưỡi 11 giờ. Có hôm gần đây có bạn gần lại đấy, hôm đó đến ngồi đến gần 12 giờ và bảo vệ đuổi mấy anh em mình ấy mới về. Hoặc là những học offline nó cũng tương tự kiểu như vậy. Tức là chị em phát hiện ra là anh rất là enjoy cái quá trình dạy đấy. Nó giống như anh đang chia sẻ ngay bây giờ đấy. Nó giống như ok, anh kể chuyện anh đang đi làm như thế nào, ở vô một cái vấn đề này sẽ giải quyết như thế nào. Chứ nó không phải là anh sẽ dạy mọi người, gần như là nó sẽ giống anh chia sẻ nhiều hơn. Và nó sẽ biến thành những cái khoảng thời gian đối với anh nó rất là kiểu meaning. Gặp những con người mà anh cũng cảm thấy rất là meaning, họ đang cố gắng để đến đây nói những điều mà mình tin. Là đấy là lý do, và một trong những lý do mà anh có thể hack được cái năng lượng của anh để anh làm được nhiều, đó là anh luôn sản sinh ra cái niềm vui tại cái điểm anh làm cái phần việc từ đấy. Nên là thì đấy là cách anh làm, thì nó rất là relate đến cái việc là cái long form content ấy, nó giúp anh giảm bớt những bạn lại. Cũng hợp lý, tại vì em nghĩ đấy thực ra kiểu đôi khi nó cũng là một sự sáng tạo, theo kiểu là bạn phải hiểu thật rõ các nguyên tắc, các luật, các rules thì bạn mới tìm cách để bạn break được rules. Thì đối với em sẽ nhìn vào cái trường hợp đấy nó như vậy. Thực ra em cũng em khá hiểu cái tâm trạng đấy của anh, vì em cũng có quen rất nhiều người đi dạy. Thậm chí là ví dụ vợ em chẳng hạn, đi dạy nhảy chẳng hạn, thì em cũng một rất nhiều người sẽ than phiền là ví dụ nếu mà tôi đi dạy
thì cái khổ nhất của người đi dạy thực ra nó không phải là câu chuyện là học sinh kém hay học sinh gì đâu, em nghĩ thế. Ừ. Bởi vì ngày xưa em cũng có dạy tiếng Anh gì gì đấy, thì em nghĩ là học sinh không muốn học. Đúng rồi, cái việc khổ nhất ở đây là người ta đến xong người ta không muốn học hoặc là người ta hời hợt ấy. Đúng rồi, hời hợt. Nó thực sự kiểu tôi còn cảm thấy tiếc tiền cho bạn luôn. Tôi muốn dạy, rõ ràng là tôi là muốn truyền thụ, tôi muốn phát triển để tôi dạy. Nhưng mà tự nhiên lại gặp người hời hợt, lúc thì lý do này, lúc thì lý do kia. Ừ. Rồi đương nhiên người ta không bao giờ cố gắng hết sức, người ta cũng không, tức là mình cũng không hiểu là người ta làm cái việc đấy vì cái gì ấy. Ừ. Thì em thấy là khi em tiếp xúc với rất nhiều người mà đi dạy ấy, ừ, em nhận thấy đấy là một đặc điểm chung, là mọi người sẽ cảm thấy cái đấy là cái mà khiến cho mình mất năng lượng nhiều nhất. Nó và đôi khi ấy là câu chuyện không phải là, ví dụ khi mình đi dạy thì mình cũng không, rất nhiều người đi dạy chẳng hạn, không phải là cái câu chuyện gọi là thu nhập hay tiền quá lớn đâu, mà thực ra là để xây thêm connection, và thực ra cũng là dạy, bản chất nó làm cách để học, chính xác, để mình phát triển thêm.